và các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exciter 110 độ hài hòa, sủ cây vàng chia đông, tay ga hầm hổ. Bản độ hôm nay mình đã sưu tập được và gửi đến các bạn xem clip. Nói về cái chiếc là Exciter 110 được trang bị rất nhiều những món đồ chơi chuyển đến từ cái hiệu nổi tiếng thường thấy trên dòng xe độ ngày nay. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên là phần ghi đông được thay thế từ cái dòng Lugas, với cái điểm nhấn là rãnh gió ở giữa và hai bên được thiết kế nhanh vô cùng đẹp mắt. Dàn đầu không có chó đèn, vì vậy chủ nhân đã khoét rộng hộp nạ để có thêm cái khoảng trống lắp cái đèn trợ sáng L4. Trang trí thêm cho phần dàn đầu ngầu hơn là cái phần biển Titan ở trước và đờ mi lưới. Còn đây là những trang bị nằm ở phía sau cái phần tay lái, với cái điểm nhấn mạnh là cái cụm tăng tốc Domino vàng 2 dây ga để rút ngắn hành trình dây ga cho chiến mã này nhanh hơn. Đối diện là ổ khóa Koso bảo vòn, trang bị thêm trợ lực Magic kẹp sườn với hành trình 110 mm, đi cùng với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát phần đầu xe tốt hơn, chống sàn lắc là cực tốt. Nhìn xuống cái dàn chân thấy những góc ảnh heo dầu Rainbow, logo lớn hai bên xứng được trang trí thêm bằng một cái sợi dầu Swiss Thái. Tuy nhiên do kết cấu heo dầu khác với Nixin nên để bắt vào giáo phục, chủ nhân phải CNC lại cái mắt heo dầu bằng chất liệu nhôm nguyên khối để bắt trang tiếp. Cái phần nhựa dàn áo hai bên với cái ốp sườn sau được khoét cái lỗ tròn nhìn cũng rất là hài hòa và ấn tượng. Sử dụng cái đèn Haldex cho chiếc xe thêm cái chút là ấn tượng khi nhìn từ phía sau. Phục Raceboy bình dầu rời chính hãng, cái mẫu mới nhất dành cho cái chiếc là Exciter 110 có một cái nút tăng chỉnh cái độ nhún phù hợp cho mọi cung đường, và đồng thời trên bình dầu cũng có cái nút tăng chỉnh cái độ đèn hồi lại của Phục, tạo một cảm giác rất êm ái. Phía sau dụng là heo dầu Rainbow lục lớn, tuy nhiên khác một chỗ là cái chủ nhân đã xây ngược nó xuống dưới tự như dòng động phân có lớn. Một nhược điểm nhỏ mà các bạn chơi bánh cầm lên cái heo Rainbow phải khắc phục là rút cầm trong ra để không gây cả cứng. Trang trí xung quanh bằng ốc R5. Và đây là một góc show ra toàn bộ cái bộ đồ chơi mà em ấy đang sở hữu. PCX 150 2.8 độ tuyệt đỉnh với cái dàn đồ chơi ma mị. Cái chiếc PCX 150 2.8 là mẫu tay ga thời mới nhất của nhà Honda. Thiết kế của nó rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi rất hay thao, động cơ mẻ. Không chỉ là cái phương tiện lại mà nó còn là nơi để cho anh em thể hiện được cái tình yêu độ chế của mình qua những cái tác phẩm tuyệt đỉnh như là cái chiếc PCX 110 độ bên dưới đây. Mỗi sắc màu nó lên một phong cách khác nhau từ chủ xe. Như trong góc này thấy được cái bộ áo mang cái gam màu trắng toát lên được cái sự sang trọng cá tính. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển có mức giá cực cao từ các tên tủ đẳng cấp như của Rainbow, Thadin được ghép lên xe hoàn chỉnh, và chúng ta cùng xem chi tiết từ dưới nhé. Dù không phải là mẫu xe thiên về mức độ, nhưng việc trang bị cái trợ lực trung tâm Ohlins là một điều mà chủ xe mong muốn, vừa tạo cái sự phấn khích cho người lái mà còn đem lại phần hiệu năng thụ, giúp chiếc xe ổn định phần lái hơn khi trọng độ cao. Cái cặp tay thắng từ hãng Brembo giúp cho việc thực hiện phanh có sự ổn định, dịu nhẹ, tối hơn. Chèn chân với mâm zin được sơn cái màu vàng đồng toát lên được cái sự cứng cáp. Hệ thống phanh được nâng tầm mạnh mẽ để của Brembo kết hợp cùng heo Brembo của Mix qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác rất cao. Không những làm kiển mà phanh đến từ của bản Brembo sẽ tác động dứt khoát xử lý những cái tình huống là an toàn hơn, ổn định hơn. Hệ thống cái giảm sốc Haldex đi kèm bình dầu, đây là mẫu phụ đồ chơi cao cấp có mức giá trị. Biển số em ấy còn là niềm khó khăn cho nhiều anh em chơi xe này. Điều mà Haldex được các baker đánh giá cao chính là vẻ ngoài thẩm mỹ cùng với cái màu sắc vàng đặc trưng, khó nhầm lẫn vào đâu. Lò xo ti phục kích thước lớn hơn zin, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong một đội hình. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là trực tiếp nhớ like subscribe.